quý thính giả, trong suốt gần hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã dồn mọi công sức vào cái gọi là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thế nhưng thực trạng Việt Nam cho thấy tệ nạn tham nhũng chẳng những không bị đẩy lùi, mà ngược lại ngày càng tăng cao, lan rộng. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề "Hiểu đúng để thống nhất nhận thức là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ chẳng bao giờ thành công". Thưa quý thính giả, báo Quân đội Nhân dân, một trong những cơ quan tuyên truyền chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong mục nhận định ngày 14 tháng 11 vừa qua đã đăng bài viết của tác giả Hoàng Quý Lân, tựa đề "Hiểu đúng để thống nhất nhận thức và hành động về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng". Bài viết dài gần 1.300 chữ này mở đầu bằng những câu từ ca ngợi cái gọi là ý chí tiến hành công tác phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với những từ ngữ thật nổi, thật kêu như thẳng thắn, quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vân vân. Tiếp đó, bài viết đã dành một đoạn dài để liệt kê thành tích của công tác phòng chống tham nhũng do ông Trọng thực hiện. Đứng đầu bảng thành tích này là chi tiết chỉ riêng từ Đại hội 12 đến nay đã có hơn 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự. Sau đó là một loạt những con số và những địa danh nơi có các cấp cán bộ bị xử phạt. Cuối cùng là bảng phân loại hàng ngàn cán bộ, đảng viên cấp thấp bị xử phạt về tội tham nhũng trong vòng không đầy 2 năm qua. Nhưng bên cạnh các luận cứ xưng tụng đề cao kể trên, bài viết cũng nêu ra các khó khăn trong công cuộc phòng chống tham nhũng mà ông Trọng đang phải đương đầu. Một trong những khó khăn được tác giả bài viết đề cập là sự chống phá của các thành phần phản động. Nguyên văn như sau: trên không gian mạng có những đối tượng phản động, cơ hội cố tình xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng, nói xấu chế độ. Chúng cho rằng tham nhũng tồn tại ở Việt Nam vì bản chất thể chế không thay đổi được. Tham nhũng là bản chất cố hữu của Việt Nam. Xin hết trích. Và như để biện minh cho sự thành công của ông Trọng, tác giả bài nhận định viết, xin trích: thật ra, vấn đề tham nhũng không phải riêng có ở Việt Nam, mà có ở nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước lớn. Có nền kinh tế phát triển, thì vấn nạn tham nhũng cũng vẫn diễn ra. Tuy nhiên, việc phòng, chống như thế nào, kết quả ra sao, là phụ thuộc hệ thống chính trị và pháp luật ở mỗi nước. Xin hết trích. Nực cười là với hai câu vừa trích dẫn này, bài bình luận của tác giả Hoàng Quý Lân, thay vì đề cao và xưng tụng nỗ lực và thành tích phòng chống tham nhũng của ông Trọng, thì nó lại trở thành một bài ủng hộ cho quan điểm của những phần tử phản động, nhằm sổ toẹt nỗ lực phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật vậy, đúng như tác giả bài bình luận nhận xét trong câu đầu, tệ trạng tham nhũng hiện hữu ở tất cả các nước, kể các nước lớn, các nước phát triển. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đang bị luận tội, có thể mất chức cũng vì nhận hối lộ. Tại Mỹ, dân biểu Duncan Hunter, tiểu bang Cali, bị tước quyền vì tội nhũng lạm sử dụng quỹ tranh cử cho những chi tiêu cá nhân. Đây chỉ là vài ví dụ về các vụ án tham nhũng đang diễn ra được báo chí các nước loan tin. Nếu làm một bản liệt kê đầy đủ các vụ án tham nhũng trên thế giới trong vòng 5 năm qua, thì chắc phải cần cả 100 trang giấy để nêu tên các nhân vật hàng đầu các nước phạm tội tham nhũng, hoặc bị điều tra vì nghi ngờ phạm tội này. Vài khuôn mặt tiêu biểu
như nữ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Chi Lợi, Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Mã Lai, vân vân. Một điểm chung trong tất cả các vụ án tham nhũng kể trên là quân chúng hoặc do báo chí phanh phui, hoặc do đảng chính trị đối lập tố cáo và được xét xử, quy tội qua những phiên xử công khai do một hệ thống tòa án trí công vô tư thực hiện. Và đây chính là điểm khác biệt vô cùng quan trọng so với cái gọi là công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Trong đó, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam truy tố, xét xử các đảng viên khác của đảng dựa theo luật pháp cũng do chính đảng này đặt ra. Nếu dựa vào câu trích thứ hai của tác giả Hoàng Quý Lân, việc phòng chống như thế nào, kết quả ra sao là phụ thuộc hệ thống chính trị và pháp luật ở mỗi nước, thì rõ ràng là hệ thống chính trị và luật pháp của Việt Nam hoàn toàn khác biệt với hệ thống chính trị và luật pháp của các nước có các vụ án tham nhũng kể trên. Một bên là độc tài toàn trị, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam là tập đoàn thống trị tuyệt đối và vĩnh viễn. Còn báo chí chỉ là công cụ của đảng, trong khi đó các nước khác đều theo thể chế chính trị dân chủ, tam quyền phân lập với nền báo chí hoàn toàn độc lập. Chính vì Đảng Cộng sản đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng vừa thổi còi, cho nên tệ nạn tham nhũng tại Việt Nam, mặc dù đã được đảng xem như một quốc nạn từ gần 30 năm nay, thế nhưng chẳng những nó không bị ngăn chặn, tận diệt, mà trái lại ngày càng ăn sâu, lan rộng. Điển hình nhất cho thực trạng này là cuộc biểu tình tố cáo tham nhũng của các cựu viên chức công an với đầy đủ sắc phục, lon lá vừa diễn ra tại Hà Nội. Cho nên, tựa đề bài nhận định của tác giả Hoàng Quý Lân, để cho đúng với thực trạng của Việt Nam, cần phải sửa lại thành hiểu đúng để thống nhất nhận thức là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ chẳng bao giờ thành công. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Không bản luận tội đảng viên nào chính xác bằng nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Bản nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được ký ban hành vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, ngay sau đó được đăng nguyên văn trên một số báo chí trong nước như báo Tuổi Trẻ và trên các trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi xin gửi lời khen ngợi chân thành đến những người soạn thảo phần về các biểu hiện yếu kém, suy thoái của đảng viên trong nghị quyết này. Đây có thể gọi là thống kê khách quan, chính xác, xúc tích và đầy đủ nhất về các đặc điểm tiêu cực của những đảng viên có chức quyền, đặc biệt so với trên các mặt báo chính thống. Ngôn ngữ phê phán trong bản nghị quyết thẳng thừng tuyệt đối. Thì chính trong nhà phát ngôn nên không phải xoắn não tìm cách nói giảm, nói tránh. Đấy là điều vô cùng thú vị. Xin trích nguyên văn cho quý vị một số nội dung trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi đã giản lược, để lại ý chính và sắp xếp lại cho dễ đọc. Phần nói chung, nghị quyết nói rõ. Nhiều cán bộ đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Những hạn chế khuyết điểm đó là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, lời bình của người viết. Vô cùng hoan nghênh thái độ khách quan, nhận định như thế là dũng cảm. Nguyên nhân chủ quan được thống kê gồm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa có chiều sâu, không theo kịp tình hình thực tế. Một số nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng có nội dung chưa sát thực tiễn, thiếu khả thi và chế tài xử lý, lời bình của người viết. Ta có thể gọi tắt là chém gió. Việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết. Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực hiệu quả. Cơ chế kiểm soát quyền lực chậm hoàn thiện, còn nhiều sơ hở. Thiếu cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo yếu về năng lực. Giảm sút uy tín, trì trệ trong công tác, kém hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Đánh giá bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ.
một số cơ chế chính sách trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng, chính sách tiền lương, nhà ở chưa tạo được động lực cống hiến cho cán bộ, công chức. Việc thực hiện kỷ cương kỷ luật của Đảng còn có biểu hiện nhẹ trên, nặng dưới, chưa có cơ chế bảo vệ người đấu tranh phê bình, trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm. Khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang né tránh, ngại va chạm. Thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Về các biểu hiện sai trái của các cá nhân đảng viên, bản nghị quyết liệt kê. Trong đời sống cá nhân thì sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể, ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Đánh bạc, rượu chè, bê tha, mê tín dị đoan, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. Kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Trong công việc thì nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo. Nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. Nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về vườn. Lời bình của người viết, dân ta gọi là nói dối, ba xạo, múa dép, ba voi không được bắt nước sáo. Thời thượng và bình luận gọi là XXXXL, tức là xạo đến đẳng cấp cực đại. Này tôi hỏi thật, bạn đang nghĩ gì thế? Tham vọng chức quyền, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. Tư duy nhiệm kỳ, chỉ giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình, tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà, dù không có đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoặc sắp xếp họ vào nơi có nhiều lợi ích. Lời bình của người viết, dân gian gọi là nơi tập trung người nhà lãnh đạo, để kế nhiệm hoặc giữ chức thơm là vườn trẻ trung ương. Rất chi là phát triển bền vững, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức tranh quyền, độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ. Biểu hiện ra ngoài thì kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Mắc bệnh thành tích, háo danh phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi, thích được đề cao ca ngợi, nghe quen lắm mà từ lâu lắm. Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu. Quan liêu, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của người dân. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính ngân sách, đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả, sử dụng tài sản công vượt quy định. Chi tiêu quỹ công tùy tiện, vô nguyên tắc, sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn để dung túng, bao che, tiếp tay cho kẻ tham nhũng, tiêu cực. Thao túng trong công tác cán bộ, sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng trục lợi. Tóm lại, tôi xin khuyến cáo toàn dân, hãy dành thời gian để đọc kỹ và thấm thía bản nghị quyết này. Xin dành lòng kính phục cho sự am hiểu sâu sắc và thẳng thắn của người soạn thảo. Cuối cùng xin một câu nho nhỏ, tại sao các đảng viên thối nát, bẩn tiện, hèn hạ bị ổi đến như thế mà đảng không giữ lại để chỉnh và đốn, lại cứ một mực đưa ra nhân dân, chúng tôi có đẻ ra họ đâu. Những cái tác nhân thối rữa ấy ra báo hại nhân dân chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm.